Cận cảnh khu biệt thự 5 sao của người đẹp Hoa hậu Việt Nam khánh thành đón Tết 2019. Trương Tùng Lan được khán giả biết tới khi lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam và top 15 Hoa hậu châu Á-Thái Bình Dương 2011. Ngoài ra, cô còn là người mẫu và từng thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Đầu năm 2018, Trương Tùng Lan bất ngờ kết hôn cùng một doanh nhân giàu có. Cô khá kín tiếng trong chuyện đời tư, nên thông tin về người chồng giàu có không hề được tiết lộ với công chúng. Sau khi kết hôn và sinh con, Trương Tùng Lan ít xuất hiện trên truyền thông. Dịp cuối năm nay, cô và cả gia đình chuyển về Hạ Long sinh sống. Tổ ấm của Trương Tùng Lan là một căn biệt thự hạng sang vừa hoàn thiện, nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất nhì Hạ Long. Căn biệt thự 3 tầng với thiết kế khá hiện đại, cho thấy vợ chồng Trương Tùng Lan đang có đời sống kinh tế rất vững vàng. Lối đi bên hông nhà được lát gạch, trồng cỏ và bày hoa tươi rất sinh động, bắt mắt. Gia chủ tận dụng mọi khoảng đất trống để trồng hoa và cây cảnh, tạo cảnh quan sinh động, thân thiện với môi trường. Nội thất trong căn biệt thự hạng sang được thiết kế và bày biện khá tinh tế với tông màu trắng, ghi rất hiện đại. Căn nhà có thiết kế nhiều cửa kính lớn để đón ánh nắng mặt trời và để dễ dàng quan sát quang cảnh xung quanh. Tất cả những khoảng đất trống đều được trồng hoa tươi để trang trí cho căn nhà thêm bắt mắt. Biệt thự của vợ chồng Trương Tùng Lan còn có một bể bơi khá rộng nằm ở sân trước nhà. Chưa bao giờ phô trương về tiền bạc hay về gia thế của chồng, song rõ ràng Trương Tùng Lan đang có cuộc sống đáng mơ ước cả về tình cảm lẫn vật chất. Rò rỉ thông tin hiếm hoi về ông xã của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên khiến ai cũng ngỡ ngàng. Bùi Bích Phương sinh năm 1971 tại Hà Nội. Năm 1988, cô dự thi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức và đăng quang ngôi vị cao nhất. Sau khi trở thành Hoa hậu cấp quốc gia đầu tiên, Bùi Bích Phương không hoạt động giải trí mà tập trung phát triển con đường học vấn. Ngày 4 tháng 11 năm 2000, Hoa hậu Bùi Bích Phương bất ngờ thông báo lên xe hoa sau thời gian ít xuất hiện. Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên được tổ chức khá gói gọn chứ không phải rình rang. Từ ngày lập gia đình, Bùi Bích Phương có được cuộc sống đầy viên mãn và hạnh phúc. Đến thời điểm hiện tại, cô đã là bà mẹ của hai đứa con khôn lớn. Điều dễ nhận thấy đó chính là vài năm trở lại đây, Bùi Bích Phương không ngại tái xuất để làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, cô hiếm khi nào chia sẻ hình ảnh hay xuất hiện cùng chồng trước đám đông. Thậm chí nếu tìm kiếm trên mạng Internet, lần duy nhất Bùi Bích Phương khoe hình ảnh của chồng đã là cả hai chụp hình cưới. Qua tìm hiểu được biết, ông xã Hoa hậu Bùi Bích Phương là một tiến sĩ kinh tế bằng tuổi cô. Cả hai quen biết nhau khi Bùi Bích Phương đi du học ở Hàn Quốc và trở về Việt Nam làm luận văn thạc sĩ. Khi đến thăm thầy cô giáo cũ, Bùi Bích Phương vô tình chạm mặt chàng trai đi du học Nga về và từng có tên trong đội tuyển Olympic toán quốc tế. Trong cuộc trò chuyện ngắn, Bùi Bích Phương và chàng trai bằng tuổi mới phát hiện ra ngành học của cả hai có liên quan đến nhau. Thời điểm đó, chàng trai cũng không hề hay biết Bùi Bích Phương là hoa hậu, mà chỉ nhận thấy cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách gần gũi. Thời gian dài giữ liên lạc, cả hai nảy sinh tình cảm và bắt đầu tìm hiểu nhau. Tuy khá tâm đầu ý hợp, nhưng khoảng cách địa lý và rào cản lớn giữa Bùi Bích Phương và bạn trai. Khi cân nhắc kỹ lưỡng chuyện tương lai, Bùi Bích Phương và người yêu quyết định trở về nước và làm đám cưới. Ngày vui của cặp trai tài gái sắc chỉ vỏn vẹn chuẩn bị trong vòng một tháng. Lúc mới lập gia đình, Bùi Bích Phương còn có cơ hội sang Mỹ để làm việc. Nhưng để tiện chăm sóc và ở gần chồng, cô quyết định tìm kiếm cơ hội chỉ ở trong khu vực Đông Nam Á. Cả hai từng có thời gian sống và làm việc tại nước ngoài, nhưng khi về chung một nhà, Bùi Bích Phương và ông xã đều chọn lối sống truyền thống, thuần Việt. Những ngày không quá bận rộn với công việc, Bùi Bích Phương trở thành một bà nội trợ đúng nghĩa. Tại buổi họp gặp gỡ gần đây của Hoa hậu Việt Nam 2018, khi được giới truyền thông hỏi về cuộc sống hiện tại, Bùi Bích Phương tiết lộ cô đang có mái ấm khá bình yên và hạnh phúc. Nói về người bạn đời, Bùi Bích Phương thừa nhận cô có một ông xã rất lạ khi chỉ thích ăn cơm vợ nấu chứ không đi ăn tiệm hay ăn đồ gia giúp việc nấu. Do tính chất công việc của ông xã, nên hiện nay việc dạy dỗ, chăm sóc con và vun vén tổ ấm đều do Bùi Bích Phương đảm nhận. Tuy nhiên, mỗi khi tâm sự về chồng, Bùi Bích Phương luôn tự hào khi có một người bạn đời tâm ý, hiểu biết rộng và luôn biết lòng yêu thương vợ con. Sóng gió 30 năm Hoa hậu Việt Nam, những câu chuyện chưa từng được kể. Nếu như ở thời điểm này, các hoa hậu Việt Nam thế hệ đầu tiên khiến khán giả ngỡ ngàng trước vẻ đẹp không tuổi, thì các hoa hậu trong vòng 10 năm trở lại đây lại gây ấn tượng về cá tính và sự nỗ lực trong các hoạt động giải trí, xã hội, từ thiện. Tại vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thùy Dung nổi bật từ đầu bởi vẻ đẹp ngoại hình, chiều cao 1m78, số đo 3 phòng 86, 61,5, 91. Nhưng khi cô giành ngôi vị cao nhất, sóng gió nổi lên dữ dội, cô chưa tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tốt nghiệp trung học phổ thông là điều không bắt buộc trong thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, nhưng lại là quy định trong văn bản pháp quy về thi Hoa hậu. Người đẹp lúc đó đang trong quá trình đánh giá xem xét. Ban chỉ đạo và ban tổ chức cuộc thi sau đó vẫn công nhận danh hiệu của Thùy Dung do cô không vi phạm quy chế cuộc thi. Cô đã chứng tỏ bản lĩnh khi lấy lại cân bằng và đạt nhiều thành công trong lĩnh vực trình diễn thời trang và showbiz. Cô là gương mặt nổi bật tại nhiều sự kiện thời trang và văn hóa một thời. Tuy nhiên sau đó, Thùy Dung ít tham gia dần vào các hoạt động giải trí, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong các bộ ảnh của các nhà thiết kế nổi tiếng hay tại một vài hoạt động của Hoa hậu Việt Nam. Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2008 định cư tại Mỹ cùng gia đình và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Còn Ngọc Hân, đăng quang năm 2010 khi nghe xướng tên mình, cô bật thốt lên, ôi chết rồi. Có thí sinh đứng trên sân khấu lúc ấy nghe rõ câu nói bất ngờ của Ngọc Hân. Lý giải về câu nói của mình, Ngọc Hân chia sẻ, khi được xướng tên, ngoài niềm vui vỡ òa thì Hân cũng ý thức được trách nhiệm và sức nặng của chiếc vương miện. Cô luôn ghi nhớ câu của bố, có người lao động cả đời còn không mơ đến vinh quang, thế nhưng vinh quang của các con chỉ đến sau một thời gian ngắn và một đêm trên sân khấu, thì vinh quang ấy thực sự rất phù du. Nếu các con không biết lao động và mang lại những giá trị đích thực, thì vinh quang của các con cũng sẽ chỉ là phù du mà thôi. Hoa hậu Ngọc Hân vốn là một người mẫu sáng giá. Sau khi đăng quang, cô nàng nhiều đất diễn, nhưng đã chọn con đường trở thành một nhà thiết kế thời trang. Ngay sau khi kết thúc 7 năm học tập tại trường đại học, Ngọc Hân đã cho ra đời những bộ sưu tập đầu tiên và nhận được không ít sự ủng hộ, đánh giá cao của người trong nghề. Cô tìm được sự đam mê lớn nhất trong ngành thiết kế áo dài và trong thời gian gần đây, cô đã xây dựng thành công thương hiệu của mình. Bên cạnh đó, Ngọc Hân cũng thử sức trong lĩnh vực dẫn chương trình và đặc biệt là hoa hậu rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Khi mới đăng quang, có nhiều ý kiến không đánh giá cao nhan sắc của Ngọc Hân, nhưng bằng phẩm chất và nỗ lực của mình, cô được coi là hoa hậu ngày càng đẹp lên trong mắt công chúng. Được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ trong cuộc thi hoa hậu năm 2012, Đặng Thu Thảo đăng quang khá thuyết phục. Tuy cũng có dư luận nghi vấn về chuyện học tập của cô, nhưng những xác minh sau đó cho thấy mọi việc đều minh bạch. Đặng Thu Thảo cũng là cô gái miền Tây đầu tiên chạm đến vương miện danh giá. Nhà báo Dương Kỳ Anh, cha đẻ cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ kể lại, ông đã ấn tượng với Đặng Thu Thảo từ ngày gặp cô đầu tiên tại vòng sơ tuyển phía Nam. Ông đã tìm bút để ghi lại số báo danh của Thu Thảo, nhưng lúc ấy chưa có, nên đành ghi nhớ lại trong tâm trí của mình. Khi gặp lại các thí sinh, những nhan sắc khác đã gây chú ý cho ông, nên ông rất khó tìm ra cô gái với gương mặt rạng rỡ hôm ấy. Mãi đến phần thi dạ hội, ông mới nhận ra đó là Đặng Thu Thảo với số báo danh 306. Khi chọn ra một trong 6 giải phụ, người đẹp có gương mặt đẹp nhất, tất cả các thành viên trong ban giám khảo đều nhất trí là Đặng Thu Thảo. Trong đêm chung kết, sau khi trải qua 4 vòng thi, giám khảo và hội ý, tổ thư ký thông báo điểm của 39 thí sinh năm ấy, điểm Đặng Thu Thảo là cao nhất. Là một hoa hậu được coi là có xuất phát điểm khá thấp, nhưng Đặng Thu Thảo chọn con đường đi tiếp rất thông minh, cô miệt mài học tập và hoàn thiện mình. Nhiều năm qua, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn luôn chiếm được thiện cảm của mọi người với vẻ đẹp mong manh, hài hòa giữa hình thể, kiến thức và phong thái điềm đạm. Đặng Thu Thảo hiện có cuộc sống hạnh phúc với người chồng doanh nhân và cô con gái chưa đầy tuổi của mình. Riêng Nguyễn Cao Kỳ Duyên, có thể nói Kỳ Duyên là một hoa hậu rất cá tính trong các hoa hậu Việt Nam. Kỳ Duyên đăng quang khi vừa bước chân vào đại học. Từ một cô sinh viên đèn sách, suốt ngày chỉ biết một lịch trình đi học, về nhà, rồi từ nhà đi học, cuộc sống của cô đã thay đổi mọi thứ. Cô gái trẻ bắt đầu làm quen với các hoạt động showbiz, những buổi chụp ảnh, quay TV show, tham dự các event. Sự hào nhoáng đến với Kỳ Duyên một cách nhanh chóng. Có lẽ đó là lý do khiến cô mắc một số lỗi gây bão trong dư luận. Sau đó, Kỳ Duyên đã tự rèn luyện, chấn chỉnh bản thân khá nhiều. Công chúng đã trông thấy một Kỳ Duyên mạnh mẽ nhưng có phần sắc lạnh. Có phải chính áp lực của dư luận đã tạo ra một Kỳ Duyên như thế? Về câu hỏi này, chính Kỳ Duyên cũng đã chia sẻ rằng áp lực dư luận cũng là một phần, đã có quá nhiều áp lực đến với cô những năm qua. Trong khoảng thời gian đương nhiệm, sau một vài sự cố, cô tiết chế cá tính lại để lời ăn tiếng nói, cử chỉ, hành động phù hợp hơn với ngôi vị. Sau 2 năm đương nhiệm, cô có thể bộc lộ được nhiều hơn cá tính cũng như sự mạnh mẽ của mình, nhưng cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm. Cô hiện tại khá thành công với vai trò người mẫu, cô khá thường xuyên trở thành vedette của các sàn diễn thời trang lớn. Đỗ Mỹ Linh là hoa hậu đầu tiên giữ vai trò giám khảo khi còn đang đương nhiệm. Trong vòng gần 2 năm nhiệm kỳ của mình, Đỗ Mỹ Linh đã tạo ra có sức ảnh hưởng với giới trẻ hiện nay bởi hình ảnh đẹp, lối sống gương mẫu, tích cực, đã nỗ lực hết sức hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt sứ mệnh, không chỉ giữ gìn mà còn phát triển được hình ảnh đẹp. Là một trong những hoa hậu mà trong nhiệm kỳ của mình đã tham gia rất nhiều hoạt động xã hội, văn hóa, thiện nguyện và có nhiều đóng góp trong hoạt động xã hội nhất từ trước đến nay. Cô là gương mặt đại diện, đại sứ hình ảnh cho nhiều tổ chức, nhiều sự kiện tầm cỡ.
Đặc biệt, cô đã chiến thắng trong một vòng thi đối mặt và giành danh hiệu Hoa hậu nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017.